Trưởng lão kể chuyện về thời gian tu chứng thật sự của thầy. Trưởng lão Thích Thông Lạc. Mà cái trường tôi đọc trong bài cuốn Hàng Dương á, mà cái bài Kẻ Chiến Thắng á, có nói về lúc vào Hoàng Đường anh nhập thất được 10 năm thì đạt được cái trạng thái là đại tử, rồi một sau đó là với bạn ấp là cái trên vật vương mặt tổng thì bị tan vỡ. Thì cái thời gian đó là khoảng thầy nói là 9 năm. Nên sau này thì con nghe hòa thượng nói là được tu 6 tháng là đã xong. Thì con thắc mắc con nghĩ là cái độ là từ 9 năm là 6 tháng, coi như là 10 năm, nhưng mà trong khi đến 9 năm, coi như là cái khoảng thời gian mà 9 năm thầy đã tu nha cái pháp vua hòa thượng cũng từ giảng nỗ lực tu pháp hy vọng, rồi ngồi 3-4 tiếng đồng hồ là chưa hết. Thì nó sinh ra những cái trạng thái của tưởng như thành pháp tưởng rồi đó, nó rất nhiều. Nhưng mà thầy xét lại cái tâm của mình nó hết tham si, do đó sau đó mà thì còn lại trong 6 tháng nó mới đúng là 10 năm, còn lại trong 6 tháng. Nhưng mà lúc bây giờ thầy cứ nghĩ rằng mình cứ tu chuyện nào xong thôi, chứ mình đâu có ngờ là 10 năm nó đúng 10 năm như vậy. Cho nên vì vậy mà còn lại trong khoảng thời gian 6 tháng đó thì thầy không có tu cái pháp hy vọng nữa, mà thầy thực hiện qua cái pháp tác ý, lý tác ý trong cái con đường mà sách viên kỹ còn dạy đó, tu theo cái an trú trong tập thiện đó. Cho nên thầy tác ý là tâm như cục đất, tâm như tham tức khi để nhập vào cái thiền thôi. Thầy cứ hướng như vậy, cứ nhắc như vậy, 6 tháng thầy nhắc liên tục, bắt đầu nó nhập định, Cho nên khi mà nhập định mà cái trạng thái định mà nó ngồi suốt thời gian mà nó rung ra là lúc giờ thầy chưa có biết định cái thời gian mà để cho nó xuất. Cho nên khi mà nó hết, nó quá cái mức của nó không có, nó không có. Nếu mà nó hơn cái thời gian đó thì thầy coi như thầy phải bỏ cái thân. Ví dụ như bây giờ nó 49 ngày, ví dụ 49 ngày là nhập cái tứ thiền. Cái sức của thầy nó chịu được 49 ngày, trên 49 ngày 1 giờ nó cũng bị hoại diệt. Nếu nó còn ở trong định nó hoại diệt. Cho nên tới đó nó phải tự nó bung ra. Nó bung ra để nó bảo vệ cái sự sống của cái thân nó. Vì cái sức định của nó không có hơn được cái thời gian đó. Cho nên khi đó ở trong cái định nó tới cái số thời gian nó hết sức rồi. Nó bung ra, thì nó bung ra nó bắt cái chân của thầy nó đứng nó làm cho nó tỉnh lại. Cho nên nó thả được thiệt, cái không khéo nó không bung ra. Kể như là người ta chôn thì luôn rồi. Con hiểu chưa? Mà nó định kỳ, bởi vì thầy hồi đó thì chưa có biết dùng cái pháp nước để ai dạy mình. Cho nên sau này thầy rất sợ. Thầy rất sợ là nếu mà không nhắc, ví dụ như bây giờ thầy muốn nhập cái định mà tứ thiền đi, thầy bảo bây giờ phải tịnh chỉ hơi thở, cái tâm phải tịnh chỉ hơi thở, ngưng đi nhập 1 tuần lễ. Thầy dặn nó trước vậy đó, rồi thầy vô rồi bắt đầu cái hơi thở nó ngưng, thầy nhập tứ thiền. Nó kéo dài đúng tuần lễ, tới cái giờ phút mà thầy nhập nó ra liền, nó tức là nó phun ra liền, nó tách ý ra liền. Còn nếu mà thầy không dặn nó đi luôn, cho đến khi cái sức của nó không còn giữ được cái thân nữa, nó phải bung ra thôi, nó bung ra để nó giữ cái thân nó. Mà nếu mà nó đi luôn nữa là tự nhiên nó hoại diệt thân. Cách thức đó như vậy. Nhưng mà hồi đó thầy chỉ trả lời chung là thầy nhập định tới khi chứ không có nói mà chỉ chia sẻ là cái thời gian tu pháp này, thời gian tu pháp này. Nhưng mà thầy biết mà trong 6 tháng mà dùng cái pháp như lý tác ý nó có đủ cái nội lực. Chứ còn cái kia nó rớt trong cái định tưởng rồi nó cứ hiện thành không, nó hiện ra hào quang, hiện ra ánh sáng âm thanh rồi này kia nó nghe đó, và nó cứ lăng nhăng ở trong cái thế giới đó. Thành ra nó không ra được trong cái thế giới đó. Còn cái này mình dùng ý thức mình vào, cái tự cái tâm mình nó đi dục theo pháp nó thanh tịnh, nó không có còn ác pháp nữa, nó không còn dục nữa đó. Nó thanh tịnh cái tâm nó không tham si, bắt đầu nó quay vô nó định. Thầy ra lệnh cái bắt đầu nó tịnh chỉ nó luôn. Ra lệnh nó nhập nhị thiền, ra lệnh nó nhập tam thiền, ra lệnh nó nhập tứ thiền, nó đi vô thiền định. Chừng mà nó bung ra rồi đó thì mới thấy được rồi mới ra. Chừng đó mà khi nó ra rồi thì hướng tâm mình chỉ trong vòng một thời gian mấy tiếng hồ là trong tâm nó nhanh. Cái tâm lực nó mạnh, đủ sự.